Chào mọi người, chúc mọi người một ngày làm việc vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Hôm nay mình sẽ mở hộp một chiếc máy khoan bắt vít mình mới mua ở trên Shopee với giá là 592.000 đồng. Thực ra mình đã nhận sản phẩm này cách đây vài hôm rồi, nhưng hôm nay mình mới có thời gian để test thử. Ok, chúng ta cùng bắt đầu. Bộ sản phẩm thì sẽ gồm các cái phần sau. Phần chính là một máy khoan này, hai cục pin, và một đế sạc. Bây giờ mình sẽ cất cái vỏ hộp này đi để chúng ta nghiên cứu cái phần chính này, bởi vì là trong vỏ hộp thì cũng chỉ có 4 cái phần này thôi. Đây là một máy khoan DeWatt nhưng mà không phải là hàng chính hãng. Ở đây có ghi là tem loại 1 này, chắc là hàng loại 1. Ở phần thông tin của máy này thì không nói rằng đây là model gì, chỉ có series number thôi. Mô men xoắn 35 N/m, để đáp 24V và có hai tốc độ là từ 0 đến 700. Đây là tốc độ 1, tốc độ 2 là từ 0 đến 1850 vòng trên phút. Về pin thì ở đây là chạy điện áp 24V 3Ah, pin lithium. Trên pin thì có một nút ấn để kiểm tra dung lượng pin. Ở đây là chúng ta đang thấy là có 3 vạch, như vậy là pin đang đầy. Cái pin thứ hai thì cũng y hệt như vậy, cũng có nút ấn. Hai cục pin này như nhau, không khác nhau, không có khái niệm về cục chính và cục phụ. Thì đây có cái nấc ấn xuống để lắp vào máy khoan. Đây là máy khoan bắt vít có 25 cấp trượt và 3 chế độ là chế độ bắt vít, chế độ khoan và chế độ búa. Búa này chắc để khoan bê tông. Có 2 cấp tốc độ là tốc độ nhanh và tốc độ chậm. Tốc độ 1 và tốc độ 2. Có nút ấn đảo chiều. Đây. Đảo lại. Và trên thân máy thì có đèn LED để hiển thị tình trạng pin. Ở đây là pin đang sáng cả 3 đèn, cũng giống như là quá trình hiển thị ở trên thân pin. Thì trên thân máy khoan thì cũng có phần hiển thị mức pin đang là 3 vạch là đầy. Bây giờ chúng ta sẽ tháo thử cái viên pin này xem chất lượng cái hai cục pin này như thế nào. Đây là mạch sạc và bảo vệ pin. Trên này có một module hiển thị mức pin. Có một nút ấn trên module. Ok. Đây là pin 5S. 5420, tức là viên này chỉ chạy khoảng 18V rưỡi. Vậy thì cái phần thể hiện pin ở đây là 24V ở đây là không chính xác. Phải pin 6S thì mới là pin 24V. Thực ra bộ này chỉ chạy khoảng 18V. Bây giờ mình sẽ đo điện áp của bộ pin này. Một cục đầu tiên là 3,85V. Cục thứ hai 3,8V. Cục thứ ba 3,75V. Cục thứ tư 3,72V. Cục thứ 5 3,78V, như vậy là pin không đều. Cục thứ 1 là 3,85V, tức là các cell pin bây giờ là đang không cân bằng. Tổng là 18,9V. Trên mạch sạc và xả pin thì có cái tên, có thể hiện tên của cái mạch này, GEDVK5S. Giờ mình sẽ tháo tiếp cái cục pin thứ hai này ra để xem chất lượng thế nào. Đây là mạch của viên pin thứ hai. Viên pin đầu tiên là 3,78V. Số 2 là 3,79. Số 3 là 3,81. 3,83. 3,82. Nói chung là viên pin thứ hai này khá là cân bằng hơn viên pin thứ nhất. Và chất lượng của những cell này là tốt hơn viên thứ nhất. Đây là pin không có thương hiệu, không rõ nguồn gốc. Ở đây có ghi mã là INR18650 1500mAh. Chất lượng thì nó sẽ không thể bằng được những cái máy khoan chính hãng, người ta dùng những cái pin chính hãng được. Bây giờ mình sẽ tháo tiếp cái đế sạc pin, cũng ghi là tem loại 1. Loại 1 thì không biết là có tốt hay không.
mạch sạc rất là đơn giản các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ đo thử cái dòng sạc của cái cục này. 19,48V. Mạch điện tên là PD1XG. Tiếp theo mình sẽ tháo nốt cái khoan này ra để kiểm tra bên trong. Ở đây là công tắc kèm với điều tốc. Tên là Sinda, mạch thể hiện mức pin tên là XH104. Đây là hộp giảm tốc nhôm bằng sắt. Nói chung là cái này thì cũng giống như những cái sản phẩm máy quan giá rẻ khác ở trên thị trường thôi. Cái phần này là y hệt như nhau. Mình nghĩ là cái phần đắt rẻ hơn thì nó cũng chủ yếu ở cái phần chất lượng của cái vỏ hộp, và cái thứ hai là cái dung lượng pin. Những cái sản phẩm rẻ hơn thì dung lượng pin sẽ thấp hơn. Bây giờ mình sẽ test thử cái sức mạnh của máy khoan bắt vít này. Đây là một tấm gỗ 7 lớp. Gỗ này khá là cứng. Giờ mình sẽ khoan thử. Giờ mình sẽ khoan chìm. Ok, các bạn có nhìn thấy lỗ khoan. Bây giờ mình sẽ thử thép siêu cứng dày khoảng 9 đến 10 ly. Đây là hai tấm thép này thì siêu cứng. Mình thử xem là cái khoan này chịu được đến đâu. Cái vít này không khoan được vào cái thép này. Thép này quá cứng. Ồ, cũng đi được sâu đến khoảng một nửa rồi. Để mình thử lại một mũi khác. Giờ mình sẽ khoan tiếp vào cái lỗ này. Để hy vọng là nó sẽ ăn sâu được xuống.
không đi được xuống được nữa. Như vậy là mình đã test xong về cái tính năng của cái khoan này. Bây giờ mình sẽ đánh giá lại tổng quan của chiếc máy khoan này. Thì thứ nhất ở đây không phải là cái máy khoan chính hãng của Daewoo mà chỉ là máy khoan hàng loại 1 thôi. Thì vì cái sản phẩm này thì có 2 cục pin và một đế sạc. Pin thực tế là pin 5S. Về cơ bản thì cell pin cũng không phải là loại cell pin chính hãng. Link mua sản phẩm thì mình để ở dưới phần mô tả của video, thì các bạn có thể tham khảo cái thông số rồi tham khảo cái nơi mua. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sắp tới của mình.